Chào quý vị, đó là chương trình trực diện TV. Sau khi mà nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, đến thời điểm hiện nay chúng ta thấy rằng báo chí ngay tại Hoa Kỳ cũng như là báo chí ở Việt Nam đã đăng tải rất nhiều các cái thông tin cho thấy rằng nguyên thủ và lãnh đạo ở rất nhiều các quốc gia, đặc biệt là những cái quốc gia lớn, những quốc gia có cái đối tác mà quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, đã thừa nhận những cái đóng góp cũng như là đánh giá rất cao các cống hiến của ông Nguyễn Phú Trọng trong cái việc mà xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Đến thời điểm này người ta tập trung chú ý vào những cái nước lớn như là Hoa Kỳ, như là Trung Quốc, như là Nga, như là Pháp, như là Đức và như là Nhật Bản và những nước trong cái vùng Đông Nam Á, ngay cả Úc, thì tất cả những cái nước đều đã lên tiếng và gửi những cái lời chia buồn sâu sắc đối với người dân Việt Nam. Và cũng khẳng định cái cam kết là gắn chặt hơn nữa trong cái mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và các nước. Thì cái sự lên tiếng rất sớm, đưa ra một cái thông điệp chia buồn rất sớm của Hoa Kỳ, đặc biệt là từ ông Joe Biden, là một cái điểm nhấn, một cái điểm mà người ta chú ý rất nhiều. Bởi vì, giữa hai nước có một cái sự khác biệt vô cùng nặng, vô cùng lớn. Chúng ta thấy từng là cựu thù, từng khác biệt với nhau về về cái cơ chế, về cái ý thức hệ. Nhưng mà cuối cùng thì hai bên đã gặp nhau. Và ngay cả trong những cái thời điểm khó khăn nhất, trong những cái thời điểm mà nhiều người đặt ra vấn đề là Việt Nam đang đứng vào những cái ngã rẽ, hoặc là cần phải có một cái quyết sách trong cái việc là chọn phe hay là đứng như thế nào, ngoại giao ra làm sao để vừa hài hòa được với các mối quan hệ, đặc biệt là các cái cường quốc có những cái xung đột với nhau, như là quan hệ với Nga, quan hệ với Trung Quốc, quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng mà cuối cùng thì một cái chính sách gọi là ngoại giao cây tre đã được kiên trì thực hiện qua cái đường dẫn dắt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đến ngày hôm nay chính Mỹ cũng phải thừa nhận rằng cái ngoại giao cây tre đó, cái chính sách mềm dẻo, khôn khéo đó, ngay cả Trung Quốc họ cũng phải thừa nhận. Họ cũng phải đánh giá rất cao và họ cho rằng Việt Nam là hài hòa được, tổng hòa được tất cả các cái lợi ích. Ngay cả Nga cũng vậy. Nga bây giờ nổi lên là một cái đối thủ của Hoa Kỳ trong thời chính quyền của ông Joe Biden. Nhưng mà Việt Nam trước khi mà ông Nguyễn Phú Trọng từ trần khoảng một tháng, thì cũng có một cái cuộc tiếp xúc, một cuộc tiếp đón ông Tổng thống Putin đến Hà Nội. Và một cuộc tiếp đón long trọng đã được thực hiện bởi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù rằng giữa Mỹ với Nga đang rất là đang đối chọi rất khốc liệt, nhưng mà Việt Nam vẫn đứng ở phía giữa và Việt Nam không chọn phe trong cái quan điểm rất rõ ràng về cái chính sách ngoại giao. Cho nên chính tính đến ngày hôm nay đó, khi mà ở Hoa Kỳ họ ra những cái văn bản bởi ông Nguyễn Phú Trọng, bởi ông Joe Biden về ông Nguyễn Phú Trọng, chúng ta mới thấy được rằng Mỹ một lần nữa lại khẳng định rằng cái cơ chế hay là cái ý thức hệ hay là cái cách thức xây dựng chủ nghĩa xã hội, một cái đất nước mang tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được Mỹ thừa nhận và đúng thừa nhận luôn cái vai trò lãnh đạo cao nhất về mặt xã hội, về mặt nhà nước của đất nước Việt Nam đối với một cái người gọi là đứng đầu của một đảng cộng sản. Cho nên đây là những cái điều mà nó cũng xua tan hết tất cả những cái dư luận hay là những cái lời gièm pha hay là những cái sự chỉ trích theo cái hướng nói rằng là ở Việt Nam cần phải làm một cái bộ máy chính trị giống như Hoa Kỳ hay là những cái sự tự do mà họ cho rằng là phải có tổng thống hay là cái gọi là bầu cử tự do theo kiểu là tranh chấp thoải mái như Hoa Kỳ mới được Mỹ thừa nhận, thì điều đó là nó không có đúng. Đến thời điểm này chúng ta thấy rằng từ năm 2015 khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản đầu tiên với cái vai trò là Tổng Bí thư, đi vào cái tòa nhà bầu dục đó,
có thể nói là phòng bầu dục đó không phải là đơn giản, và người ta chỉ tiếp những các nguyên thủ và người đứng đầu nhà nước theo kiểu là chủ tịch hay là tổng thống. Nhưng mà lần đầu tiên người ta tổ chức và tiếp đón một cái ông tổng bí thư, và qua lần đó cũng khẳng định luôn cái vai trò quan trọng và khẳng định luôn cái vị thế của cái Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cái đất nước Việt Nam. Cái việc tiếp xúc đó đó đối với những cái người mà họ chống đối hay là họ thường hay chỉ trích thì họ không có hài lòng, nhưng mà Mỹ có cái chính sách của Mỹ và chính sách đó không phải là diễn ra biểu diễn ngay trong cái thời điểm năm 2015 mà nó dẫn dắt cho đến ngày hôm nay. Bằng chứng cho thấy quan hệ như Việt Mỹ càng lúc càng đi sâu hơn, hợp tác trên nhiều lĩnh vực hơn, kim ngạch xuất nhập khẩu ngày càng tăng trưởng hơn. Và quan trọng nhất là cái dấu ấn hồi tháng 9 năm 2023. Cũng chính bởi là sự hiện diện, sự có mặt và cái công sức và cái sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng để mà hai bên gặp gỡ nhau, hai cái người lãnh đạo của hai nước, ông Joe Biden và ông Nguyễn Phú Trọng, hai người bạn cũ, hai người đã từng gặp nhau từ năm 2015 trong cái chuyến công du ở tại Hoa Kỳ. Khi đó thì ông Joe Biden là phó tổng thống. Trong một cái buổi tiếp tiếp yến kiến yến tiệc vào cái ban đêm, và từ đó là hai bên đã giữ cái mối quan hệ, đã có những cái lời chúc mừng qua lại lẫn nhau trong những cái lần mà đặc biệt năm 2020 khi mà ông Joe Biden thắng cử, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi điện chúc mừng, hoặc là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử thì ông Joe Biden cũng gửi điện chúc mừng và những cái lời mời qua lại để mà thăm viếng nhau, thăm viếng cái đất nước, đặc biệt là cái chuyến viếng thăm năm hồi tháng 9 năm 2023 23 đó là có cái lời mời của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho nên là giữa hai người ngoại trừ cái vai trò, cái trọng trách lãnh đạo của đất nước thì bên cạnh đó cũng còn có cái mối quan hệ. Mối quan hệ mà người ta cho rằng nó bắt nguồn từ năm 2015. Và giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đến ngày hôm nay thì quá thấu hiểu nhau rồi. Chúng ta thấy rằng ông Joe Biden đó vừa qua có một cái thông điệp đưa ra để mà chia buồn. Ngay trong cái lúc này ở tại Hoa Kỳ là đang rất căng thẳng về vấn đề bầu cử. Lúc này ông Joe Biden đang bị COVID-19, đang phải cách ly. Và ông Joe Biden cũng đang bị chịu áp lực rất lớn từ nội bộ của Đảng Dân Chủ. Khi người ta đặt ra vấn đề là ông Joe Biden có nên phải phải nhường lại cái vị trí ứng viên cho một cái người khác trong cái Đảng Dân Chủ hay không. Áp lực rất nặng. Nói chung là lo cái chuyện ở trong cái đất nước Mỹ không cũng đã rất 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 rắc rối rồi. Nhưng mà ông Joe Biden vẫn dành những cái thời gian và dành để mà đưa ra những cái lời chia buồn sâu đậm đối với nhân dân và gia đình của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì cái điều đó rất là đặc biệt quý vị. Thể hiện rằng ở nước Mỹ và thông qua ông Joe Biden đó là khẳng định một lần nữa là quan hệ Việt Mỹ. Chúng ta thấy ông Joe Biden đã ca ngợi cái tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng thời bày tỏ cái sự tiếc thương vô cùng với cái sự ra đi của người đứng đầu của cái đất nước Việt Nam. Theo như một cái thông tin từ Bộ Ngoại giao đưa ra cho thấy rằng từ ngày 20 tháng 7 năm 2024 thì từ Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã gửi lời chia buồn sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam và gia đình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi hay tin ông từ trần. Thông điệp của Tổng thống Joe Biden có cái đoạn viết rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu trong việc gây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, hai nước chúng ta đã có được tình hữu nghị và quan hệ đối tác như ngày hôm nay. Chuyến thăm lịch sử năm 2015 của ngài Tổng Bí thư tới Nhà Trắng là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương của chúng ta. Nhờ tầm nhìn của ngài Tổng Bí thư trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước năm 2023 của tôi tới Hà Nội,
Việt Nam và Mỹ đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, một mức độ đối tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Rồi nhờ tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, người dân Việt Nam và Mỹ cũng như người dân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ngày nay được sống trong môi trường an ninh và những cơ hội lớn hơn. Đó là nhờ công lao của Ngài Tổng Bí Thư. Đất nước Việt Nam, đất nước Mỹ và cá nhân tôi sẽ luôn ghi nhớ đánh giá cao cam kết của Ngài trong hàn gắn và xây dựng một tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên toàn thế giới. Chúng tôi tôn vinh di sản của Ngài Tổng Bí Thư và cùng với người dân Việt Nam xin tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của Ngài. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng rất đặc biệt. Hình ảnh của hai người đã gặp nhau ở tại Hoa Kỳ năm 2015 đây quý vị. Lúc đó ông Joe Biden đang là phó tổng thống. Và từ đó thì có một cái mối quan hệ. Và rõ ràng đó, theo như cái thông điệp của cái sự mà gửi lời chia buồn này của ông Joe Biden. Ông Joe Biden đã xác định rất rõ là cái vai trò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhờ vào cái hoạt động của ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là cái việc mà đi đầu trong cái việc gây dựng mối quan hệ mà ngày càng sâu sắc hơn giữa Mỹ và Việt Nam. Một người lãnh đạo của đảng, trước đây thì người ta nói rất nhiều là đảng Cộng sản Việt Nam chắc là phải gần với đảng Cộng sản Trung Quốc, không có dám đi thân Mỹ, không dám gần Mỹ, không dám nâng cao, không dám thế này thế khác. Và cũng có những ý kiến nói rằng là Việt Nam với Mỹ không bao giờ nâng lên đối tác chiến lược toàn diện. Lúc nào cũng nằm ở mức độ thấp hơn là mức độ toàn diện thôi, hoặc là cao lắm là nâng lên là đối tác chiến lược thôi, chứ không thể có đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng mà cuối cùng Việt Nam và Mỹ đã đi đến một cái bước là nhảy vọt, khẳng định luôn là nâng lên cái đối tác chiến lược toàn diện. Và trong cái công điện, trong cái lời chia buồn của ông Joe Biden đã nhắc lại, nói rằng là đó là cái quan hệ đối tác cao nhất của Việt Nam, ngoại giao cao nhất của Việt Nam. Tức là hai nước quá thân thiện, hai nước là đối tác chiến lược toàn diện ở trên toàn thế giới, thì Việt Nam chỉ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một vài nước thôi, chỉ có vài nước, không có phải nhiều. Trong đó Mỹ là một đối tác rất quan trọng. Mà nó quan trọng hơn nữa là bởi vì cái ý thức hệ đó, ý thức hệ trước đây nó khác nhau và đã từng được cụ thù. Mỹ đã từng đưa quân đội vào trong Việt Nam và đưa bom đạn vào trong Việt Nam và gây ra những cái sự thảm cảnh cho những người dân Việt Nam. Còn đó, ở trên bàn thờ với rất nhiều người đã bị chết vì súng đạn của Hoa Kỳ. Nhưng mà Việt Nam đã khép lại quá khứ để mà hàn gắn lại các cái vết thương và hợp tác với Hoa Kỳ ngày càng chặt chẽ hơn. Thay vì ngày xưa người ta gửi qua những cái bom đạn thì bây giờ là những hàng hóa. Bây giờ là những cái việc mà chuyển dịch trong nhiều cái mối hợp tác để mà tạo ra của cải vật chất, để mà hợp tác với nhau giữ vững được cái an ninh, giữ vững được và hoạt động để mà tạo ra một cái sự thịnh vượng trong khu vực. Đó là cái điều có thể nói không phải đơn giản. Không thể đơn giản khi mà cái ý thức hệ từ một cái chỗ rất thù nghịch để rồi có thể ngồi lại với nhau, để rồi tạo ra những cái sự hợp tác. Và những sự hợp tác đó trong có nhiều cái công đoạn mà người ta phải thỏa thuận, phải đạt đến cái tiếng nói chung đó. Có những cái điểm mà có nhiều người nói rằng rất là khó để mà vượt qua, đặc biệt là đối với những người cộng sản, bởi vì họ dựa theo cái chủ nghĩa Mác Lênin và cái cung cách quản lý nó cũng hoàn toàn khác lạ so với Hoa Kỳ và cái thế giới tự do. Nhưng mà cuối cùng với những cái sự điều chỉnh, với những cái sự lèo lái, với những cái chiến lược, đặc biệt là trong cái chiến lược ngoại giao cây tre, những cái chiến lược để mà hòa nhập vào trong cái thế giới phẳng, thế giới chung và trong một cái cộng đồng quốc tế để tham gia tất cả các cái định chế đó, là một điều không thể đơn giản được.
Bây giờ mà nhìn lại toàn bộ cái quá trình, ngay cả những người cộng sản mà kiên trung nhất, những người cộng sản mà thuận thành nhất, những người cộng sản của cái thế hệ trước, nếu như mà cho người ta nhìn lại ngay trong cái thời điểm này và với cái sự lý luận của họ trong cái thời điểm trước đây, không ai có thể tưởng tượng được. Không ai có thể tưởng tượng được là những người cộng sản Việt Nam lại có một sự thay đổi lớn đến như vậy. Đối với những người mà họ chống đối hay là họ muốn chê bai thì họ cứ nói rằng là cộng sản lúc nào cũng giống như hồi thời bao cấp. Hay là họ nói rằng cộng sản là những người mà giống như ở thời sau sau khi mà chiến tranh kết thúc. Với những cái người là chức xứ ở nhiều cái thành phần khác nhau. Những thành phần nông dân hay là những người mà tay lấm chân bùn cầm súng để mà chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Họ đi ra quản lý xã hội, quản lý kinh tế, có những cái chính sách nó không có phù hợp. Và chính người cộng sản người ta cũng đã thừa nhận những cái sai lầm đó trong cái đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 6. Và một cái quyết định đổi mới đã được đưa ra bởi người cộng sản. Nhưng mà người ta mài mò, người ta cũng phải có từng bước. Những cái từng bước đó có người chê rằng là chậm, có người chê rằng là nó không có dám đột phá. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta nhìn lại đó, đặc biệt là trong 20 năm vừa qua, cái sự đột phá là rất dữ dội. Đột phá ở đây là xây dựng cái hành lang pháp lý, xây dựng các cái cơ chế để mà khi bất cứ một cái người nào mà lên đó, thay thế ông Nguyễn Phú Trọng hay thay thế bất cứ một cái người nào khác, họ vẫn không thể làm khác được. Họ không phải làm tự ý được. Và một cái người mà có giỏi hơn, có tài năng hơn hay là một người có thể hạn chế hơn vẫn có thể là coi như hoạt động và vẫn ổn định, vẫn làm cho đất nước phát triển. Giống như là ở Hoa Kỳ, tại sao người ta hay nói ở Hoa Kỳ là có các cái tu chánh án? Bởi vì tu chánh án đó là những cái khuôn khổ, những cái khung pháp lý, những cái hành lang để mà bất cứ một cái người tổng thống nào có lên, dù cho có thủ cựu cỡ nào, dù có canh tân cỡ nào, dù có nghiêng tả nghiêng hữu cỡ nào đi nữa thì họ cũng vẫn nằm trong khuôn khổ thôi, không thể làm khác được. Nó có những cái nguyên tắc ràng buộc với nhau rất là chặt chẽ như vậy. Cái khó, cái điều mà người ta ca ngợi cái nước Mỹ là những cái nhà mà gọi là các cái vị cha già dân tộc nước Mỹ đã xây dựng nên những cái hành lang đó. Thì cái việc đất nước Việt Nam cũng vậy. Những cái người mà tạo ra cái sân chơi, tạo ra những cái quy định của pháp luật, và chính vì những cái điều đó mới tạo ra những cái kỷ cương để rồi nó có cái lề lối làm cho phát triển. Chúng ta thấy nhờ cái hệ thống pháp luật được cải cách, cái hệ thống chính sách của Việt Nam nó phù hợp với cái xu thế mà phát triển của cái thời cuộc. Nó đã làm cho cái phong trào chống tham nhũng đạt đến cái đỉnh điểm của nó. Bây giờ thì nhiều người họ lo ngại rằng cái người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng có làm được cái điều đó hay không? Rồi còn đó hay không, những cái người mà cán bộ trung kiên thì có thể là có, và người ta có thể là yêu đảng hay là thề chống chết với lý tưởng Mác Lênin thì có. Nhưng mà cái tính giản dị, liêm chính, cần cù, tận tụy và hy sinh thì có hay không? Thì đó mới là cái vấn đề. Và họ nói rằng sau ông Nguyễn Phú Trọng chắc là rất là khó để mà tìm lại những hình ảnh như vậy. Nhưng mà chúng tôi thì không có biết là sẽ như thế nào. Nhưng mà tin rằng đó sẽ có những cái người họ sẽ học tập theo. Còn những người mà họ chống đối thì họ nhìn vào bây giờ chống đối thì nhìn một cái người mà họ tận tụy, họ hy sinh như vậy, họ làm việc như vậy, bây giờ cần cái gì nữa? Ngay cả như ở Mỹ này nữa, người ta muốn bầu chọn những cái quan chức đó, những cái người dân cử đó, người ta cũng phải lựa những người liêm khiết chứ, những người biết hy sinh, những người biết cống hiến, chứ người ta đâu muốn chọn những người sôi thịt, những cái bọn tham quan vô lại, những cái bọn mà nó lợi dụng vào các cái chính sách nhà nước để mà nó trục lợi cho bản thân hay là trục lợi cho gia đình, cho dòng họ, cho phe cánh. Trong khi ông cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
là cái người nói rất nhiều về những vấn đề gọi là cánh hậu, về vấn đề mà tham ô, tham nhũng, về vấn đề trục lợi, vấn đề thoái hóa, biến chất, về hàng loạt những cái vấn đề sai phạm. Đây là cái điều chúng ta thấy rất là đặc biệt. Và đến thời điểm này đó, Việt Nam là một đất nước cộng sản duy nhất mà hòa nhập với cái thế giới tự do rộng nhất, sâu nhất, hơn cả Trung Quốc, tiếp cận và sử dụng các cái tinh hoa của nhân loại, các cái nền tảng. Thí dụ như khi mà tiếp cận với cái hệ thống Internet, sử dụng các cái mạng xã hội, ngay cả Trung Quốc còn phải rất là đắn đo, rất là lo sợ. Nhưng mà Việt Nam rất mạnh dạn, và khi mà Việt Nam có một cái cơ chế hẳn hoi, có những cái pháp luật rạch ròi, thì cái việc càng mở rộng, càng xâm nhập nhiều hơn, càng hòa đồng với thế giới, thì nó lại mang những cái hiệu ứng là càng bảo vệ vững chắc cái đất nước nhiều hơn, và làm mở mang và cũng như nâng cao dân trí nhiều hơn, và cũng tạo ra cái sự cảm thông và tin tưởng nhiều hơn của người dân. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Ngay cái điều bây giờ khi mà chúng ta nhìn lại nó mới thấy cái điều này, nhưng mà những người hoạch định từ ban đầu mà người ta dám hoạt quả quả đoán, người ta dám quyết đoán để chọn cái chính sách như vậy. Thay vì cấm đoán Internet, thay vì hạn chế hoặc là không cho sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội, không áp dụng các cái nguyên tắc mà của cái hệ thống dân chủ nhân quyền của thế giới, hay là không có mở rộng một cách ào ạt tham gia các cái định chế một cách mà mạnh dạn, thì có lẽ bây giờ Việt Nam đã khác rồi. Chúng ta đã hình ảnh đi những cái bước đi dè dặt, thận trọng, thậm chí là sợ sệt của Cuba, của Bắc Triều Tiên, và thậm chí Trung Quốc thì xây sang cái chiến lược là gì, tự xây tự chơi nhiều hơn là hòa nhập. Cho nên là trong con mắt của thế giới đó, ngay tại Hoa Kỳ, người ta nhìn vào Việt Nam họ có thái độ khác. Chẳng những là ông Joe Biden không, ngay cả ông Trump, bây giờ ông Trump đang thắng thế, ông Trump lên đi nữa thì họ nhìn vào cái đất nước Việt Nam cũng rất khác. Ông Trump là một cái tổng thống có cái cảm tình rất lớn đối với Việt Nam. Ông ta đã từng 2 lần đến Việt Nam. Trong cái nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình chỉ có 4 năm thôi mà 2 lần đến Việt Nam. Và có một cái lần quan trọng là tiếp xúc với Kim Jong Un. Có nhiều cái địa điểm như là Singapore và nhiều nơi khác có thể là đứng ra để làm trung gian cho cái cuộc gặp gỡ đó. Nhưng mà cuối cùng thì Việt Nam đã được chọn. Việt Nam được chọn không phải là Kim Jong Un chọn không, mà ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng chọn. Và ông Trump đó chọn Việt Nam bởi vì ông Trump cũng có cái ý rằng là muốn giới thiệu với Kim Jong Un rằng Việt Nam một cái đất nước đi theo chủ nghĩa xã hội, cũng vẫn là người cộng sản lãnh đạo, đảng cộng sản lãnh đạo, nhưng mà Việt Nam đã có những cái điều chỉnh, có những cái sự đổi mới phù hợp, và bây giờ Việt Nam mặc dù chưa phải là thịnh vượng như mong muốn, nhưng mà Việt Nam nếu mà so với Bắc Triều Tiên thì cái nền kinh tế của Việt Nam có thể nó không lâm vào những cái cảnh mà thiếu thốn đói nghèo giống như là ở bên Bắc Hàn nữa. Nghĩa là ông Trump muốn là lấy Việt Nam ra làm một hình mẫu để mà giới thiệu với ông Kim Jong Un. Điều đó nó rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Mỹ đó, nhiều người thì nói là Mỹ mơ hồ, nhưng mà thật ra Mỹ không mơ hồ. Mỹ hiểu biết. Mỹ thừa biết nó không phải là giống như thời chiến tranh lạnh nữa. Dĩ nhiên là giữa Mỹ và Việt Nam vẫn còn có nhiều cái điểm khác biệt, còn nhiều cái điểm nó cũng còn là rào cản. Nhưng mà những cái điểm đó theo thời gian nó cũng sẽ từng bước tháo gỡ thôi. Thí dụ như trong năm nay, ngay trong trong cái cuối tháng 7 này, rất có thể là Mỹ sẽ không thông qua một cái quy chế gọi là công nhận Việt Nam là cái thị trường. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là mãi mãi sẽ bị như vậy.
trong thời điểm là thời điểm rất nhạy cảm, vì trong cái cuộc bầu cử cho nên là chính quyền Joe Biden có khi là phải đối phó với cái nội tình ở trong nước, cho nên không muốn tạo ra những cái điều mà nhiều khi các cái hiệp hội, đặc biệt là hiệp hội nuôi nuôi trồng thủy sản, hiệp hội mà về sắt thép, hay là ngay cả cái hiệp hội mà họ nuôi ong đó, bởi vì đây là ba cái hiệp hội mà họ lên tiếng là kêu gọi chính quyền của Hoa Kỳ tạm ngưng không có công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường trong lúc này. Thì chúng ta thấy rằng khi mà nói về cái quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam thì chúng ta phải hiểu thêm về cái chính trị, cái sự tình, cái nội bộ, đặc biệt là nội bộ tại Hoa Kỳ. Nội bộ Hoa Kỳ thì luôn luôn đấu đá với nhau trong những cái cuộc bầu cử, và lần này là lần bầu cử vô cùng gay gắt. Cho nên là bạn mà có nhiều bạn nói rằng là ông Trump lên thì sẽ như thế nào, thì tôi tin tưởng rằng ông Trump lên cũng vẫn như vậy thôi. Ông Trump sang Việt Nam, ông ta là tổng thống Mỹ duy nhất cầm lá cờ Việt Nam ở trên tay để mà quơ lên và chào đón, giơ cái ngọn cờ đó lên để mà chào đón cùng với ông Nguyễn Xuân Phúc trong một cái lần đi tiếp kiến ở tại Việt Nam. Đặc biệt quý vị, cho nên là trở lại đó, thì đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng có khá nhiều những cái người lên tiếng. General Secretary and I just shared earlier today, this trip has been a historic moment. Today we can trace 50-year arc of progress in the relationship between our nations from conflict to normalization. This is a new elevated status that will be a force for prosperity and security. Đây quý vị, rất là rõ ràng, chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đối với phu nhân bà Ngô Thị Mận cùng với gia quyến của ngài và người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Trước sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng, chúng ta đau buồn khi mất đi một người lãnh đạo có tầm nhìn, người đã làm cầu nối giữa Việt Nam và Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế trong suốt nhiều thập kỷ. Xác định rằng ông Nguyễn Phú Trọng đó là cái người làm cầu nối không chỉ đối với Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thể cộng đồng quốc tế luôn. Và Hoa Kỳ trân trọng việc ngài Tổng Bí thư đã đưa quan hệ song phương giữa hai nước lên một tầm cao mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo Đảng đầu tiên của Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ, thể hiện cam kết to lớn đối với tình hữu nghị, đồng thời định hình mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai quốc gia. Di sản của ngài càng được củng cố khi quan hệ song phương được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2013. Đối tác toàn diện năm 2013 và một thập kỷ sau đó lên đối tác chiến lược toàn diện cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ngài cùng Tổng thống Biden. Hoa Kỳ sẽ mãi mãi biết ơn sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chúng tôi coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong đợi hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với tất cả các lãnh đạo đảng, nhà nước và quốc hội trong thời gian tới. Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ song phương giữa hai nước với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện và bạn bè. Chúng tôi luôn sẵn sàng ủng hộ một Việt Nam độc lập, tự chủ, thịnh vượng và có sức chống chịu. Đây là những cái từ ngữ rất là đặc biệt chúng ta cần phải lưu ý. Độc lập, tự chủ,
thịnh vượng và có cái sức chống chịu. Tôn vinh di sản của Tổng Bí thư, quan hệ giữa hai dân tộc chúng ta sẽ chỉ ngày càng được thắt chặt, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho người dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng ta một lần nữa khẳng định sự tôn trọng đối với độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau. Khi Tổng thống Biden đến Hà Nội vào tháng 9, ngài đã trích dẫn đại thi hào Nguyễn Du: "Vinh hoa bỏ lúc phong trần, chữ tình ngài lại thêm xuân một ngày." Trong thời khắc đau buồn ấy, trong thời khắc đau buồn này, chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ tình hữu nghị tốt đẹp giữa người dân hai nước và cùng nhau tiếp tục hành trình này đoàn kết với cam kết chung hướng tới một tương lai tươi sáng. Đây là điều rất là đặc biệt. Và trong cái lời chia buồn này thì người ta cũng nhắc nhiều đó cái người kế thừa. Đó là ông Tô Lâm quý vị. Ông Tô Lâm. Và có thể nói là chúng ta nhìn lại những cái hình ảnh á, những hình ảnh mà mấy ngày vừa qua, hai ngày vừa qua thì được chia sẻ rất là nhiều. Những cái đoàn người và các y bác sĩ, những người chăm sóc đã đưa tiễn linh cữu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và hình ảnh thân thuộc ở trong cái bệnh viện với cái lực lượng mà chăm sóc, các điều dưỡng viên, những cái y bác sĩ. Những hình ảnh này được chia sẻ rất là nhiều. Những hình ảnh giản dị và gần gũi. Đây, các bạn có thể thấy. Và người ta cũng đưa luôn một cái thơ của ông Nguyễn Phú Trọng viết về cái người cô giáo hồi tiểu học của mình. Đó là cô giáo Đặng Thị Phúc. Hà Nội ngày 25 tháng Giêng năm 2019, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Kỷ Hợi năm 2019, em xin có mấy lời kính thăm cô và gia đình, kính chúc thầy cô sang năm mới sức khỏe, trường thọ. Chúc toàn thể gia đình an khang, mọi việc hanh thông, tốt đẹp, có nhiều niềm vui mới. Học trò cũ của cô, Trọng. Em vẫn giữ mãi những kỷ niệm sâu sắc không bao giờ phai mờ trong những năm tháng được cô dạy bảo. Nguyễn Phú Trọng đây quý vị. Năm 2019. Và đây là cái chiếc xe Toyota Crown. Có thể nói rất cũ kỹ. Và ông Nguyễn Phú Trọng với vai trò là Tổng Bí thư vẫn còn đang sử dụng một cái chiếc xe như thế này. Đây là một cái điều rất là hiếm có. Người ta thấy một cái điều đặc biệt. Có lẽ đây là chiếc xe này cần phải đưa vào cái viện bảo tàng. Và đây là cái tấm lịch cuối đời của ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và nước Việt Nam đang làm lễ quốc tang cho ông Nguyễn Phú Trọng. Và có thể nói rằng, nói về cái việc lễ quốc tang đó, thì có một cái đất nước khác cũng quan hệ rất chặt chẽ với Việt Nam. Và cũng rất là ngưỡng mộ ông Nguyễn Phú Trọng, đó là đất nước Cuba. Cuba cũng tuyên bố làm lễ quốc tang trong một ngày, tức là từ ngày 20 đến ngày 21. Và người ta trong cái văn bản của đại sứ của Hoa Kỳ thì có nhắc đến ông Tô Lâm. Và cũng nói là ông Tô Lâm rất có thể là sẽ trở thành người kế thừa, tiếp tục lên cái vị trí lãnh đạo là Tổng Bí thư. Và người ta đặt trọn những cái niềm tin rằng những cái người mà kế thừa đó có đi theo những cái chương trình đốt lò hay là một cái phong thái mang tính chất là biểu trưng, mang tính chất là nó có thể giáo dục cho các lứa trẻ về cái tính liêm chính, liêm khiết, giản dị và nói không với cái vấn đề tiêu cực hay không. Đó mới là điều. Và chúng tôi cũng thấy rằng liên quan đến cái đánh giá về ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì ông Tô Lâm cũng có những cái nhận xét. Thì đây là những cái nhận xét của ông Tô Lâm để mà chúng ta biết được là như thế nào nhé.
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến bằng một tinh thần ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại khó khăn, khẳng định một nhân cách lớn, coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, giữ vững nguyên tắc sống trọn đời vì nước, vì dân, có nhiều đóng góp to lớn quan trọng và đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Đồng chí luôn luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc vượt qua nhiều thác gành thử thách, vững bước tiến lên. Đồng chí là một nhà tư tưởng, nhà văn hóa, là ngọn cờ lý luận của Đảng, đặc biệt quan tâm xác định những tầm nhìn chiến lược của Đảng và của dân tộc, kiên định các vấn đề có tính nguyên tắc của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến bằng một tinh thần ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại khó khăn, khẳng định một nhân cách lớn, coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, giữ vững nguyên tắc sống trọn đời vì nước, vì dân, có nhiều đóng góp to lớn quan trọng và đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.